Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin có tin người đốt lò bị loại, lộ hai thế lực đấu nhau. Theo nguồn tin từ tờ báo Harris đăng hôm Chủ nhật ngày 1 tháng 5, thì họ cho rằng vụ khởi tố và bắt lệnh bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có lý do thực sự là việc dính đến việc mua sắm quốc phòng. Nguồn tin này nhấn mạnh rằng vụ khởi tố bắt nguồn từ đấu đá nội bộ giữa ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, nguồn tin rò rỉ trong nước thì lại nghiêng về khả năng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phải nghỉ hưu sau Đại hội Trung ương lần thứ 5. Vậy là xem như người đốt lò vĩ đại sắp phải ngừng đốt lò và chính ông cũng sẽ ngừng việc đấu đá không biết mệt nghỉ bao nhiêu năm qua. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người bị cho là sẽ bị loại sau Hội nghị Trung ương lần thứ 5 vì đã quá già. Bộ ba trong tứ trụ bao gồm Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc. Như vậy, sau khi ông Trọng rút đi thì cũng dễ thấy đấu trường còn lại chỉ có hai người, đó là ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Xuân Phúc. Nếu so với thực lực hiện nay thì Nguyễn Xuân Phúc yếu hơn ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc không dạy gì đứng một mình đối đầu ông Phạm Minh Chính, mà liên minh cũng có tin cho rằng Nguyễn Xuân Phúc sẽ liên minh với ông Tô Lâm. Nếu đây là sự thật thì sức mạnh của Nguyễn Xuân Phúc quả là đáng gờm. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng rút đi thật thì cái ghế chống đầy quyền lực hai ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính đều muốn thuộc về mình, bởi đây là ghế có quyền lực cao nhất hiện nay. Đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, tại Đại hội lần thứ 13 vào năm 2021, ông đã bị ông Phạm Minh Chính đánh bật ra khỏi chiếc ghế thủ tướng. Đấy là nỗi đau ê chề, bởi vì ghế chủ tịch nước là ghế hữu danh vô thực, không thể sánh bằng chiếc ghế thủ tướng được. Lần này nếu đoạt được chiếc ghế tổng bí thư thì ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ lật kèo trở thành người có quyền lực hơn ông Phạm Minh Chính. Vì thế, sự đấu đá giành ghế trong Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hứa hẹn diễn ra rất quyết liệt. Bắt bà Nguyễn Thanh Nhàn được xem là bàn tay đạo diễn của ông Tô Lâm. Hợp đồng mua bán thiết bị quốc phòng tỷ đô có thể mang đến gói lại quả tới 25% đầy béo bở và rất có khả năng. Tiền lại quả sẽ được giải từ thủ tướng xuống dưới. Với khoản tiền kếch xù như vậy thì nhóm lợi ích ở thượng tầng cũng sẵn sàng đấu nhau vì tiền mà thôi. Tờ báo Harris nói bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chạy qua châu Âu trước khi xảy ra vụ khám xét chỗ ở và khởi tố. Người ta cho rằng bà đã đánh hơi được sự nguy hiểm, trong khi một Facebook Việt Nam được mệnh danh là người đưa tin tuyệt mật số 1 ở Việt Nam thì lại cho rằng bà ta đang ở Nhật. Cho dù bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đi châu Âu hay đi Nhật Bản thì bản chất không có gì khác mấy, cũng là nắm được thông tin nội bộ rồi nhanh chân tẩu thoát. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Tô Lâm. Như vậy, vụ khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn qua đấu thầu gian lận xây dựng bệnh viện ở Đồng Nai chỉ là cái cớ bề ngoài của một vụ việc chằng chịt giữa quyền lực và quyền lợi trong hậu trường chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản chất bên trong là đấu đá giành ghế, giành quyền lợi. Những bản hợp đồng mua vũ khí là những hợp đồng béo bở, nhanh kiếm tiền và kiếm một khoản rất lớn bằng nhiều năm tham nhũng những ngành nghề khác nhau. Theo tờ Harris, xuất cảng các loại vũ khí trang bị an ninh của Israel tới Việt Nam đã gia tăng chóng mặt mấy năm gần đây, có thể gặp trục trặc vì việc bắt giữ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà là nhân vật chính yếu vận động và môi giới các thương vụ mua bán vũ khí cả thập niên vừa qua giữa Việt Nam và Israel. Trong hơn 15 năm qua, Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu vũ khí quan trọng của kỹ nghệ an ninh quốc phòng Israel. Hai nước đã ký thỏa hiệp kín hồi năm 2011 để tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hơn 3 năm trước, một phái đoàn cấp cao của Israel đã thăm viếng Việt Nam vào năm 2018. Trước đó, tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Cộng sản Việt Nam, cầm đầu phái đoàn cũng sang Israel đã thăm một số công nghệ của quốc phòng nước này. Thương vụ quốc phòng giữa hai nước đã vượt quá hàng tỷ đô la và theo bản tin của hãng Reuters, hiện đang có cuộc đàm phán để Hà Nội mua thêm vệ tinh tình báo quân sự OPEC, tức là chân trời, của công ty quốc phòng không gian AIN, sản xuất tại Israel, trị giá thương vụ là khoảng 550 triệu US đô la. Khi truy bắt bà Nhàn có nguy cơ thương vụ sẽ bị hủy, mà bị hủy thì chả ai có ăn cả. Đây là hình thức nếu ăn không được thì phá cho bằng được.
đã ghét nhau, đã đấu nhau thì dù thế nào cũng ngăn cản đối phương đạt được mục đích. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chấn động Nguyễn Thị Thanh Nhàn buôn vũ khí, ai sẽ dính tiếp đây? Vào ngày 1 tháng 5, bất ngờ tờ báo Haaretz của Israel có bài báo nói về hợp đồng vũ khí của Israel xuất khẩu sang Việt Nam. Việt Nam mua vũ khí của Israel chứ không phải mua vũ khí của Nga, chưa phải là chấn động. Điều làm chấn động xã hội là hợp đồng vũ khí của Israel có giá trị hơn 1 tỷ đô la đang gặp rủi ro sau lệnh bắt giữ môi giới chủ chốt tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Những ngày gần đây, nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ khủng của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà có quan hệ và quen biết toàn những nhân vật có quyền lực rất lớn trong Đảng Cộng sản Việt Nam như Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Tân Dũng, Phạm Minh Chính, Phạm Bình Minh, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thị Thanh Trà, Trần Bình Minh, vân vân. Tuy nhiên, không ai ngờ là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lại là người môi giới trong vấn đề buôn bán vũ khí giữa Việt Nam và Israel. Như vậy là có rất nhiều bí ẩn đằng sau người phụ nữ khó hiểu này. Đây là hình ảnh trên bài báo của tờ báo Haaretz của Israel vừa công bố gây chấn động. Theo bài báo nước ngoài này thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đóng vai trò chính trong việc xúc tiến và môi giới các thỏa thuận mua bán vũ khí giữa hai nước. Việt Nam đã ra lệnh bắt giam nhưng theo thông tin thì bà này đã chạy sang châu Âu được hơn một năm. Với mối quan hệ khủng từ trong nước ra nước ngoài như thế, xem ra chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam khó mà bắt được người phụ nữ có mối quan hệ rất phức tạp này. Cũng rất bất ngờ là khi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố thì báo chí trong nước dẫn hàng loạt sai phạm của bà với những dự án trong nước. Tuy nhiên, theo miêu tả của báo chí nước ngoài thì lý do mà nhà nước Cộng sản Việt Nam phát lệnh bắt bà Nhàn là bởi có sự dính líu vào các hợp đồng quân sự chứ không phải là các cáo buộc liên quan đến sai phạm đấu thầu thiết bị y tế trị giá chỉ có khoảng 7 triệu USD. Hơn nữa, tờ báo nước ngoài cũng cho biết bản chất của việc bắt giữ này là tranh giành quyền lực của các nhánh lãnh đạo của Việt Nam trước Hội nghị Trung ương lần thứ 5. Việt Nam đã trở thành một thị trường xuất khẩu vũ khí quan trọng cho Israel trong 15 năm qua. Hai bên đã ký kết một thỏa thuận vào năm 2011 nhằm tăng cường hợp tác an ninh và một quan chức cấp cao của Israel đã sang thăm Việt Nam cách đây 3 năm. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Và cuộc chiến của Nga và Ukraine cho thấy vũ khí của Nga gần như bị tê liệt trước vũ khí của phương Tây. Cũng được biết, trong một các hợp đồng lớn nhất giữa hai nước hiện nay vẫn đang trong quá trình thảo luận là của công ty AI của Israel bán cho tình báo quân đội Việt Nam thiết bị vệ tinh tình báo Oleks, hay còn gọi là Horizon. Thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Việt Nam này trị giá khoảng 550 triệu USD. Theo nhà báo Yossit Med, người đã viết phóng sự của tờ báo Haaretz của Israel, là nước đã cung cấp vũ khí cho Việt Nam bao gồm máy bay không người lái, hệ thống phòng không, nâng cấp xe tăng và tên lửa. Một công ty của Israel còn lập một nhà máy ở Việt Nam để lắp ráp súng trường Thavo trị giá 100 triệu USD. Yossi Eman có trích một nguồn tin ở Việt Nam cho rằng nguyên nhân thực sự đứng đằng sau vụ bắt giữ bà Nhàn là do các thỏa thuận mua vũ khí. Lý do gốc của vụ bắt giữ là cuộc tranh giành trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm. Chỉ có người dân trong nước là không biết, chứ vào năm ngoái, báo chí Pháp đã cho biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có liên quan đến việc buôn bán vũ khí giữa Việt Nam và Israel và có dính đến tham nhũng. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có rất nhiều mối quan hệ khủng. Vụ bắt giữ xảy ra chỉ vài ngày trước khi Hội đồng Hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 với hơn 200 ủy viên Trung ương Đảng sẽ thảo luận các vấn đề quan trọng của đất nước và đảng của Đảng Cộng sản, bao gồm cả vấn đề về tổ chức, chỉnh đốn đảng và sắp xếp nhân sự ở đây. Không biết vụ việc sẽ dẫn tới đâu, nếu phanh phui đến cùng thì sự việc có thể dính đến ông Phạm Minh Chính, đương kim Thủ tướng Việt Nam. Với thế lực ông Trọng, việc bắt một ông Thủ tướng về hưu như Nguyễn Tấn Dũng còn bất khả thi thì nói gì đến việc đụng đến ông Phạm Minh Chính.
sự việc lớn này e không được phanh phui đến cùng.